anh em nào chơi solo hay là chơi Naraka thì luôn luôn muốn có cho mình cái combo cực kỳ là hữu dụng đúng không? Chẳng hạn như combo này. Rồi đi luôn. Hoặc là combo này. Bay hết cái giáp. Rồi. Hai combo là đi một người đó ha. Thì đây mình gọi là combo 211 anh em nhé. Thì trước khi kia mà các bạn có combo 211 thì các bạn có combo dây móc. Thì với cây katana và cây đại đao này thì các bạn vẫn có thể dùng combo dây móc và đánh được nha. Nhưng mà ở đây thì mình dùng combo 211. Thứ nhất là vì nếu mà có địa hình đó, thì nó sẽ giúp cho anh em tối ưu được cái sát thương và không bị gọi là fail combo dây móc. Hoặc là những địa hình mà cần một khoảng cách để các bạn móc dây á, nếu mà nó không đủ khoảng cách thì coi như là địch sẽ bị rơi xuống và các bạn sẽ không đủ timing để canh cái thời gian mà đậu vũ khí cũng như là móc dây ha. Thì các bạn không cần cầm hai vũ khí thì các bạn vẫn dùng được cái gồng đầu xanh tiên không, tức là combo 211 này đây. Để mình chỉ cho các bạn cách làm luôn nhá. Tiên thì anh em vào phần setting, rồi sau đó các bạn vào phần mouse and keyboard, tức là phần chuột và phần phím đấy, thì các bạn bấm vô nhá. Bấm vô các bạn bấm vào phần remind, thì ở phần mà sweep bomb, tức là giáo vũ khí, thì các bạn chỉ cần chỉnh qua cái phím nào mà thuận tay các bạn nhắc là được ha. Chúng ta đi từ bước 1 nào. Bây giờ là đầu tiên combo thì các bạn chắc chắn phải hất tung. Rồi, hất tung xong nhá. Nếu đã quen là xong thì các bạn tới cái việc hất tung, các bạn giữ chuột, sau đó chuyển về tay không và thả chuột khó một tí nhá. Là chúng ta sẽ ship sau khi mà chuyển về tay không. Bây giờ chúng ta hoàn thiện combo nhá. Là sau khi mà các bạn ship xong thì các bạn phải lăn chuột hoặc lăn bằng bấm số 1, số 2 để chuyển vũ khí thì sẽ ra ok. Thì chúng ta bắt đầu vào cái danh mục của những cái vũ khí mà các bạn có thể dùng combo 211 của vũ khí đơn ha. Thì các bạn có một vũ khí thì các bạn vẫn dùng 211 được nè. Đây thì cái danh sách là có quạt, katana, hoành đao, bổng, kiếm và nhị khúc. Thì mình mới làm được kiếm và nhị khúc, còn bổng thì do nó lát quá, pin tới 6 máy lặng cho nên làm nó có bị mít thòi. Đây, cho nên mình sẽ chuyển cái bổng này qua cái vũ khí đôi ha. Vũ khí đôi thì các bạn có thể áp dụng giữa hoành đao với các vũ khí khác như là hoành đao với quạt, katana, bổng, thương, kiếm, nhị khúc, song kích, song đao và đại đao. Đây, làm cho anh em xem luôn nhé. Này, à, rồi xong ha. Bây giờ tới con song kích này. Song kích nó với song đao nó cũng như một à. Đây. Nó giống như combo có bạn móc dây cũng được, nhưng mà nó gọn hơn. Đấy. Đây song kích ha. Còn nối theo combo khác thì tùy chọn của anh em. Giờ mình bỏ cây thương thôi nè. Cây thương không? Có đẹp. Combo với quạt này. Đấy. Bản cập nhật mới thì nó mới ra skin King Jam cho Nhật Sơn ha. Cả cái skin cho Nhật Sơn nữa, skin gọi là Pilot kìa. Pilot King Jam gọi là mấy cái người mà lái King Jam. Bây giờ mình quất thử luôn ha. À, đâu, nó được tặng cái gì đây, cái thiệp gì đây. À, cái gọi là cái bằng lái. bằng lái King Jam và lái Mesh. À, có những cũng xịn sò ha. Cái này thì các bạn xây về máy rồi bạn share ra cho group, cho cộng đồng hoặc là khoe người khác được. Giờ anh bảo vô này, ai bảo vô thì có trước mặt này. Rồi, cái skin thì cái sao mình giờ mình có thể vô trong phòng training để mình cầm thử cái skin cái Yue San thôi. Đấy, đây mình skin Yue San. Đẹp đấy các bạn. Mình thì mình lấy luôn cái tóc tóc vàng nha. Tóc kia thì nó hơi xấu, cái tóc vàng này đẹp. Giờ biến thử này. Kinh Jam tới suốt nè, giống như team Ready Player One ha. Cái skin Gun Dam này ở bên Call of Duty cũng có này, nhưng mà skin Gun Dam ở bên Call of Duty nó có cái sao bạn nó giả lắm. Bên này biến ngân huyện một con Gun Dam to bự luôn. Ôi chẳng đầy phải có hiệu ứng này, hiệu ứng tăng tốc, hiệu ứng dập chuột cái này, có cả sao fast nữa này. À, hồi xưa các bạn nào xem robot bò mộng cái tập mà xâm lăng của bên đoàn robot Doraemon không? Đấy, nó còn giống giống cái robot đó y như vậy đó. Cái này là tiêu ép rồi quật chuột phải này. Đẹp này, bây giờ mình đã leo cây rồi nè. Mình cho dưới xanh cũng cùi cùi lắm, leo cây vui vui thôi. Cây nào tái hồi. Rồi. Nhìn hiệu ứng này xịn xò ghê chứ, nhưng mà cái mình
mình có gọi là chê cái hiệu ứng side effect khi mà tăng tốc với lại mấy hiệu ứng mà mấy mà thiệt hình vậy đó, nó không có mạnh mẽ lắm à. Về cái gọi là có bố cục của skin thì đẹp rồi, nhưng mà cái sao effect nó không có gây ấn tượng lắm. Bởi vì cancel lên ai tém cancel lên. Ai mình tráng đây, cái bụng đã nhờ. À, cancel đây, cancel ấn được đấy. Ok, chắc là xong video rồi. Anh em nhớ để cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Mình này đăng ký kênh thấp quá. See ya.